Chiều 11 tháng 4, Phòng Giáo dục Đào tạo thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai cho biết học sinh H lớp 62 của trường Trung học cơ sở Tân Bửu ở phường Bửu Long tử vong trong khi khởi động chuẩn bị tiết học thể dục. Theo đó, em H đang chạy khởi động nhẹ trên sân thì có dấu hiệu mệt mỏi, bất ngờ té ngã. Sau đó, giáo viên dạy thể dục đã nhanh chóng đến trợ giúp, sơ cứu và chuyển em H đến trạm y tế phường Bửu Long để được nhân viên y tế cho thở oxy, nhồi nhịp tim nhưng vẫn không có nhịp thở. Em H được chuyển đến Bệnh viện Hoàng Mỹ ITO Đồng Nai ở phường Thống Nhất, thành phố Biên Hòa để cấp cứu nhưng cũng không qua khỏi. Ngày 11 tháng 4, Tòa án Nhân dân huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh tuyên phạt Nguyễn Thị Bích Thủy, còn gọi là Bích Thủy TV, sinh năm 1981, ngụ tỉnh Đồng Nai, trú thành phố Hồ Chí Minh, 8 năm tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Tại tòa, bị cáo Bích Thủy không thừa nhận hành vi lừa đảo như cáo trạng truy tố. Bị cáo Bích Thủy khai mình là phóng viên và có nhận 300 triệu đồng của ông T và bà L để hùng vốn làm khu phức hợp tại Bệnh viện quận Gò Vấp do có quen biết với ông Phạm Hữu Quốc, giám đốc Bệnh viện quận Gò Vấp. Năm 2017, ông này có nói rằng bệnh viện chuẩn bị cử đội thi game show đặc nhiệm Blue Trắng, đề nghị Bích Thủy hỗ trợ tiền để đạt kết quả tốt. Đổi lại, phía bệnh viện sẽ giao cho Bích Thủy dự án khu phức hợp trên tầng thượng của bệnh viện. Tại tòa, ông Quốc phủ nhận toàn bộ lời khai của bị cáo Bích Thủy và cho biết Bích Thủy tự xưng phóng viên để tạo mối quan hệ với ông, nhưng không có việc thỏa thuận cũng như gửi mail như lời khai của bị cáo. Trong phần luận tội, đại diện Viện Kiểm sát Nhân dân huyện Bình Chánh trình bày căn cứ kết luận giám định của Phòng Kỹ thuật Hình sự Công an thành phố Hồ Chí Minh và các chứng cứ khác đủ căn cứ kết luận bị cáo Nguyễn Thị Bích Thủy đưa ra thông tin giả về bệnh viện quận Gò Vấp có chủ trương đấu thầu bãi giữ xe để chiếm đoạt của hai bị hại 300 triệu đồng. Vì thế, Viện Kiểm sát Nhân dân huyện Bình Chánh khẳng định cáo trạng truy tố đúng người, đúng tội nên đề nghị hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo Nguyễn Thị Bích Thủy từ 8 đến 9 năm tù. Sáng 11 tháng 4, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết bắt quả tang đối tượng ER, 23 tuổi, trú tại xã Phú Gia, huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên Huế trong việc mua bán trái phép chất ma túy tại tổ 11, khu quy hoạch Thanh Lam, phường Thủy Phương, thị xã Hương Thủy. Tại thời điểm kiểm tra, lực lượng công an thu giữ 8 gói ma túy khay có khối lượng hơn 876 gram. Khám xét khẩn cấp tại nơi ở của đối tượng, lực lượng công an còn thu giữ thêm 629 viên ma túy kẹo và mảnh vụn ma túy kẹo có khối lượng hơn 301 gram. Bước đầu, đối tượng khai nhận số ma túy được mua từ một người tên V, chưa xác định rõ lai lịch. Ngày 11 tháng 4, Công an huyện Chư Trông, tỉnh Gia Lai phối hợp truy tìm nghi can Ngô Văn Tiếp, 36 tuổi, ngụ thôn Cao Lạng, xã Ea Lâu, huyện Chư Trông để điều tra về hành vi giết người. Nạn nhân là chị H, 36 tuổi, cùng trú thôn Cao Lạng, xã Ea Lâu. Thông tin ban đầu, vào khoảng 23 giờ 40 phút ngày 10 tháng 4, do mâu thuẫn, Tiếp đã đến phòng trọ của chị H ở xã Ea Lâu và dùng dao đâm chị H tử vong. Gây án xong, Tiếp lái xe máy bỏ trốn. Theo Ủy ban Nhân dân xã Ea Lâu, Tiếp và chị H là vợ chồng, do có mâu thuẫn nên cả hai ly thân đã lâu. Sáng 11 tháng 4, lãnh đạo phường Phổ Thạnh đã đến thăm gia đình em Võ Tấn Đệ và biểu dương hành động của em khi dũng cảm cứu người đuối nước. Trước đó, vào chiều ngày 10 tháng 4, tại bãi biển Hóc Mó, phường Phổ Thạnh, thị xã Đức Phổ, em Mai Thị Thanh Ngân sinh năm 2009 và Nguyễn Minh Quân sinh năm 2004 trong lúc tắm biển bị đuối nước. Khi nghe thấy tiếng kêu cứu, em Võ Tấn Đệ đã dũng cảm lao xuống biển và cứu lần lượt hai người lên bờ. Sau khi cứu được hai người lên bờ, xe cứu thương của đoàn phường Phổ Thạnh đã kịp thời đến đưa ba em đi cấp cứu tại bệnh viện đa khoa khu vực Đặng Thùy Trâm. Hiện tại tình hình sức khỏe của ba em đã dần ổn định, riêng em Võ Tấn Đệ đã về nhà. Liên quan việc cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an C01 thi hành lệnh bắt ông Trần Quý Thanh, tổng giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại và dịch vụ Tân Hiệp Phát và con gái Trần Uyên Phương, sáng 11 tháng 4, ghi nhận của phóng viên báo Sài Gòn Giải Phóng tại trụ sở và cũng là nhà máy sản xuất của công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại và dịch vụ Tân Hiệp Phát ở thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương, công nhân lao động vẫn vào làm việc bình thường như mọi ngày. Theo đó, từ khoảng 6 giờ sáng, nhiều tốp công nhân bắt đầu tới công ty. Cao điểm khoảng 6 giờ 30 phút, công nhân di chuyển vào nhà máy làm việc. Đến khoảng 8 giờ sáng, một số phương tiện xe tải từ nhiều nơi tới khai báo thông tin tại cổng bảo vệ và giao nhận hàng. Một nhân viên văn phòng của công ty cho biết hoạt động ở các bộ phận trong công ty vẫn bình thường. Hợp đồng của công ty với các đối tác vẫn thực hiện như trước đây. Bộ Công an cho biết từ ngày 8 đến ngày 10 tháng 4 năm 2023, cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra các quyết định khởi tố bị can Trần Quý Thanh, Trần Uyên Phương, Trần Ngọc Bích thuộc công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại và dịch vụ Tân Hiệp Phát, thi hành lệnh bắt tạm giam Trần Quý Thanh, Trần Uyên Phương. Do giá xăng dầu thế giới tăng cao trong gần 10 ngày qua, chiều 11 tháng 4, Liên Bộ Công Thương Tài chính quyết định tăng giá hàng loạt mặt hàng xăng dầu kể từ 15 giờ.
Theo đó, sau khi điều chỉnh, giá xăng E5 RON 92 tăng thêm 1.091 đồng một lít lên 23.173 đồng một lít. Xăng RON 95 loại 3 tăng 1.120 đồng một lít lên 24.245 đồng một lít. Đồng thời, giá dầu diesel tăng 719 đồng một lít lên 20.149 đồng một lít. Giá dầu hỏa tăng 702 đồng một lít lên 19.739 đồng một lít. Dầu ma sút tăng 765 đồng một ký lên 15.194 đồng một ký. Mặc dù giá xăng thế giới tăng cao ảnh hưởng tới giá xăng dầu trong nước, nhưng kỳ này liên bộ vẫn quyết định giữ nguyên mức trích lập quỹ bình ổn giá với một số mặt hàng xăng dầu như kỳ trước là 300 đồng một lít. Riêng với xăng E5 RON 92 ở mức 150 đồng một lít, kỳ trước là 300 đồng một lít. Dầu ma sút ở mức 0 đồng một ký, kỳ trước là 300 đồng một ký. Không chi quỹ bình ổn giá đối với các mặt hàng xăng, dầu diesel và dầu hỏa, riêng mặt hàng dầu ma sút được chi ở mức 300 đồng một ký.